bạn ấy chỉ Yamaha Cubic hay tay dùng một cái cho con bay chụp bọn cá nâng ở tay là cá cho mọi nâng machine scan là đọc tời và ấy này thì mỗi giờ dùng một mơ nơi mình chạy cả đó nên chơi ok mó hay dùng hợp sử mà tổ hay dùng mẹp Yamaha cứ nơi đây riêng thì đập vị Yamaha hay tiếp dùng vô standard đấy thì vô standard hàng lớn đó hay dùng chụp tổ ok mó hay dùng trong mơ ca cho cột thì vô ở là tiếp bí nè tiếp bí đấy mơ ca cho cột hay dùng chơi bê tông cho chrome đi mó hay dùng chơi bê tông ok và tao mất tiết ở dùng chơi ở bê tông ok hay dùng phương ca bạc sao là về dùng bạc sao xin scan của phương tiện top shop và nếu chỉ cho nào sensor mà dùng từ roamer cái này cho cột thì dùng chơi bê tông đi cho khom là hốt mất này chơi là hốt chơi tiền này cái lại những cái ao dân thơ tế hết nè này thơ tế bịch anh ấy thơ tế ở phố lớn mốt anh ấy nè cái lại để cho cô đấy đấy cái lại cho cô sai sập pì cho cô để mũi đấy và dân chỉ bị cho cô chan cho cô chan bị lấy tù lấy lô nơ nằng lô chà cái này giống anh à nơi lột cột xây dây cái này anh ấy chọc cột thể mùi thế chọc cột lên sai sập pi anh dương ai tâm ơn nơi đà răng cột bò giam hà bán tha cột sai sập pi nó chỉ cột được vậy ấy và đó mới biết đầm bay reset lúc cột nơi ba chục bòn cá anh dương tay tay chạy bờ tông cho khóm đi mó nè bờ tông cho khóm đấy cái ao dương lục cột đó nè lúc cô nhớ nhưng chụp tổ ok này chụp tổ ok hay cứ dân thuốc ca lục hay nơi xôn xôn ấy cứ hào vậy